tiếp tục báo giá thôi các bạn ha. Cái chiếc A Black bạn, xe này thì mới len can rồi nha các bạn, mới chạy được chỉ có 6.000 mấy coi thôi. Thì hiện tại shop đang bán với cái giá là 17 triệu nha các bạn. Mới len can còn nguyên ring, chưa có qua sửa chữa hay là thay thế bất kỳ một cái gì hết nha các bạn. Chiếc này khá là đẹp bạn. Trong cái video này thì cũng có rất là nhiều các loại xe nữa nha các bạn, mà tùy theo từng chiếc, mỗi chiếc thì nó có giá trị khác nhau hết, tùy thuộc vào cái độ ring với lại cái đời sản xuất của nó nữa nha các bạn. Chiếc Vision này là 14 triệu các bạn. Xe này thì 2018 nha các bạn, chưa có trầy xước luôn các bạn, dàn áo máy móc đồ nói chung là còn tắt thằng thật là ngon hết. Giấy tờ nó cũng đầy đủ luôn, khi các bạn mua xe thì shop cũng làm cái giấy công chứng sang tên cho các bạn luôn nha các bạn. Chiếc này thì 4 triệu các bạn, Attila nha, 4 triệu. Các bạn lưu ý nha, là bên shop thì ship miễn phí hết cho các bạn, cái tiền ship thì shop vẫn lo cho các bạn luôn, thì bạn chỉ việc là nhận xe thanh toán, không có cọc nha các bạn, không có cọc bất cứ một cái ngàn nào hết. Nhiều bạn cứ nói shop không có nói, shop nói không có cọc mà sao đòi tiền cọc, thì shop thì cũng không có gọi điện cho ai hết các bạn tự liên hệ qua shop thôi, tại vì shop cũng không có biết là bạn ở đâu, nên là shop cũng không có gọi bất kỳ ai hết. Nên là các bạn đừng có để lại số điện thoại nha, để tránh cái trường hợp mà người khác người ta giả danh đó, người ta gọi điện đòi tiền cọc thì nó cũng ảnh hưởng đến shop nữa, cũng như các bạn nữa. Thì trong các cái video thì shop cũng có nói rất là rõ ràng hết rồi. Chiếc này thì 21 triệu nha các bạn, xe này thì 2018 các bạn. Rồi tiếp nữa, A Black nha các bạn. Tay ga hôm nay toàn là xe đẹp thôi. Chiếc này thì giá là 16 triệu các bạn, rất là tuyệt vời luôn. Ở đây thì toàn là những xe ngon và chất lượng thôi nha các bạn, còn những xe mà dốn hơn thì shop sẽ bán ở ngoài kia. Nói chung là những cái xe mà dốn hơn bạn thì có người mua lại để sửa chữa lại, làm lại rồi họ bán các bạn, nên là shop bỏ xỉ do bạn cho người ta hết. Còn những cái chiếc xe đẹp thì chất lượng thì shop mới bán ở đây thôi. Hayate các bạn, Suzuki á. Chiếc này thì 7 triệu nha các bạn. Hayate. Máy móc nó thì vẫn còn êm nguyên hết, dàn áo thì nhìn nó hơi xấu hơn mấy chiếc xe kia một tí thôi, chứ còn nó cũng còn ok hết bạn. Nói chung là còn đẹp hết. Nhúng đồ cũng không có xịt nhớt mà niềng đầm đồ vẫn còn sáng và đẹp hết. Rồi tiếp tục A Black nữa các bạn. Chiếc này thì 28 triệu nha các bạn. Các bạn nhìn xe các bạn cũng có thể biết rồi, mới như mơ. Chiếc này mới chạy được 3.600 cây các bạn, chưa có trầy xước gì hết nha các bạn. Lốp trước và lốp sau rồi còn nguyên ring hết, chưa có tháo hay là làm gì hết. Hai cái lốp vẫn còn nguyên, chưa có lúng hay là gì hết, chưa có vá rồi gì hết nha các bạn. Tại xe chạy mới có mấy ngàn cây mà. Quay Alpha các bạn, xe này thì bánh mâm nhưng mà thắng thì thắng đùm nha các bạn, không phải thắng đĩa đâu. Với lại cái bánh mâm này là lúc trước người ta thay vô, tự thay vô các bạn, chứ còn riêng của nó là bánh tâm thôi các bạn nha các bạn. Đó, tình hình thì mình cũng nói rõ với các bạn vậy. Chiếc này thì 4 triệu rưỡi các bạn, quay Alpha. Máy móc thì vẫn còn nguyên hết, chỉ có thay hai cái mâm thôi, mâm trước và mâm sau thôi. Subaru các bạn, chiếc này lúc trước cũng có đăng rồi nha các bạn, nhưng mà vẫn chưa có ai hỏi hết á, nên là đăng lại. 6 triệu rưỡi các bạn, nó còn riêng khoảng 85% nha các bạn. Máy thì vẫn còn riêng, bấng vẫn còn riêng, sườn vẫn còn riêng, niềng bô vẫn còn riêng. Còn những thứ lạch vạch thì có sửa chữa thôi, sơ thôi. Lốc máy rồi vẫn còn riêng, chưa có sơn lại gì hết các bạn. Rồi đến chiếc Sibor nha các bạn. Chiếc này thì 22 triệu bạn, 22 triệu nha. Shop vẫn ship hết, ship toàn quá hết cho các bạn. Những bạn nào ở xa thì cứ liên hệ qua shop thì để shop sắp xếp mà ship cho các bạn.
trường hợp các bạn đến trực tiếp bạn mua thì sẽ nhanh hơn, còn nếu như bạn ở xa thì shop sẽ ship thì chậm hơn. Rồi tiếp tục đến chiếc Vario bạn. Chiếc này thì giá thì 28 triệu nha các bạn. 28 triệu, giấy tờ đầy đủ hết, mới len ken. Chưa có chạy bao nhiêu hết, vừa mới chạy được chỉ có ngàn mấy coi thôi. Phụ tùng còn nguyên riêng. Các bạn này nói tháo ráp phụ tùng gì đó thì số cũng nói rất là rõ ràng rồi. Nếu như mà các bạn kiểm tra xe mà không đúng như sự thật thì các bạn tra về trước khi mà các bạn thanh toán. Click Thái các bạn, 125. Chiếc này thì 14 triệu nha các bạn. Click Thái 14 triệu. Mấy cái xe này là xem cái video này là toàn là những xe mà mới đây thôi nha các bạn. Toàn là những xe đẹp hết, những xe mà chất lượng hết các bạn. A Black nha các bạn. Chiếc này thì chỉ có 8 triệu thôi các bạn. Thì các bạn nhìn xe thì các bạn cũng biết rồi, đời nó như thế nào rồi. Đời nó thấp thì nó sẽ rẻ thôi. Còn mấy cái xe mà đời 2017, 2018 thì nó cao hơn, nó tầm 10 mấy đến 20 mấy. Nên là mình cũng có nói tùy theo chiếc. Có người lại thích xe cố cũng có, mà có người lại thích xe đời mới cũng có. Nhưng mà bản thân mình thì mình lại thích xe đời mới hơn. Chiếc này cũng 8 triệu nha các bạn. Vẫn còn nguyên hết, chưa có thay thế hay là làm gì hết các bạn. Tất cả các xe đây đều là biển số tại thành phố Hồ Chí Minh hết nha các bạn. Có nhiều bạn hỏi có nhiều bạn nói sao không có quay biển số luôn. Thì tại vì xe bán mà các bạn, không có quay biển số được. Tại vì mà biển số thì tại thành phố Hồ Chí Minh hết rồi. Tại vì mình còn giữ cho khách nữa các bạn, nên là không có quay biển số được. Chiếc này thì bánh mâm thanh đĩa luôn nha các bạn. Nên là giá nó sẽ cao hơn cái chiếc là bánh mâm, chiếc là bánh tanh thiên đồng. Chiếc này là 5 triệu rưỡi các bạn, xe này 2014 nha các bạn. 5 triệu rưỡi. Vẫn có giấy tờ hết, còn nguyên hết. Dàn áo từ trên xuống dưới, máy móc vẫn còn nguyên hết. Nguyên riêng luôn các bạn. Các bạn nhớ chia sẻ video về để có ai mà khi mà có nhu cầu mua xe thì họ mua nha các bạn. Thì shop bán này rất là uy tín, các bạn cũng biết rồi. Ship xe tận nơi cho các bạn, nhận xe thanh toán. Chiếc này thì 12 triệu các bạn. Xe này 2012 các bạn. Đời nó cũ 8 năm rồi. Nhưng mà xe thì vẫn còn ok hết nha. Máy móc vẫn còn đẹp, nhúng đồ vẫn còn sáng sủa hết. Máy êm như không có kêu gì hết nha các bạn. Chiếc LED các bạn. Chiếc này thì 8 triệu nha các bạn. Các bạn mà xem xe không rõ thì các bạn nhắn tin qua shop nha, để shop gửi video qua thì nó chi tiết hơn bạn, nó rõ ràng hơn. Từng chiếc một thì nó rõ ràng hơn. Trên này thì làm video để giới thiệu nó được nhiều nên là shop sẽ làm nó qua nhanh thôi. Chủ yếu là shop báo giá cho các bạn thôi. Còn các bạn xem xe rõ hơn nữa thì cứ nhắn tin qua shop. Thì trước khi mà shop xếp thì shop vẫn gửi cái video xe qua cho các bạn xem xe nó rõ ràng trước khi mà shop ship. Để các bạn không nhận nên là sợ các bạn là nhận trật xe, nên là thời gian mà ship xe cho các bạn nó rất là hoang phí nha các bạn. Nên là shop sẽ chu đáo, shop sẽ gửi video qua để các bạn ok shop mới ship được. Xe này Trung Quốc thôi các bạn, mà do là làm lại rồi á. Chiếc này thì 3 triệu rưỡi nha các bạn. Vẫn có giấy tờ hết nha. Có nhiều bạn thì hỏi rất là nhiều rồi cuối cùng là không có mua luôn, nên là cũng toàn là dùng Facebook ảo không à. Nên là bạn thực sự mua thì nhắn tin qua shop, tại shop cũng không có thời gian nhiều để mà bạn hỏi gì đâu mà lung tung hết. Rồi dùng Facebook ảo để shop ship xe, khi tới nơi thì gọi điện không thuê bao luôn, không có người nhận luôn. Nên là bạn thực sự mua thì bạn nhắn tin qua shop nha. Nhiều bạn thấy mệt quá. Chiếc này thì 4 triệu rưỡi. Rồi còn chiếc này thì góc của nó là rim Thái các bạn. Nhưng mà xe thì cũng đã qua sửa chữa và là thay bánh mâm đồ các kiểu á.
Nói chung là xe này cũng làm lại hết rồi nha các bạn, từ máy cho đến bên ngoài, cái sườn cũng sơn lại luôn. Chiếc này thì 5,5 triệu các bạn, 5,5 triệu. Tại vì xe này nó cũng hư rồi nên là làm lại thôi, chứ còn không có ai mà cái xe ngon lành mà đi làm lại đâu bạn. Chiếc này là cái chiếc cuối của video này luôn bạn. Chiếc này thì 5 triệu nha các bạn. Rồi các bạn nhớ chia sẻ video về để ai mà có nhu cầu mua xe thì họ liên hệ qua shop nha các bạn. Shop thì ship hoàn toàn miễn phí cho các bạn, tại vì shop này có xe riêng, xe chạy thường xuyên từ Bắc vào Nam nên là shop sẽ ship cho các bạn luôn. Rồi, hẹn các bạn là video tiếp theo nữa nha.